ngoại giao luôn được coi là thanh kiếm sắc nhọn trong sức mạnh tổng thể của một quốc gia. Ngoại giao khéo léo có thể giúp đất nước tận dụng được nguồn lực, phát triển kinh tế. Ngoại giao tỉnh táo có thể giúp đất nước tránh được xung đột, giữ gìn nền hòa bình. Ngoại giao thông minh có thể giúp tiềm lực đất nước phát triển một cách tự lực tự cường. Trong quá khứ, đã có rất nhiều những tấm gương chỉ vì sai lầm trong đường lối ngoại giao mà rơi vào tình trạng chiến tranh, sụp đổ. Điều đó thì càng cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn đường lối ngoại giao là sống còn thế nào với một quốc gia. Với Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngoại giao đang dần trở thành một điểm sáng với những thành tựu và điểm nhấn vượt bậc mà có thể nói rằng chưa bao giờ vị thế của đất nước được nâng tầm tới như vậy. Trong đó thì cụm từ ngoại giao cây tre chính là từ khóa được nhắc tới nhiều nhất trong ngành ngoại giao. Người đầu tiên nhắc tới phương châm này, hay có thể gọi là sáng lập ra trường phái ngoại giao cây tre này, không ai khác chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoại giao cây tre thực sự đã nâng tầm vị thế của Việt Nam và đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của tự chủ, tự cường, một kỷ nguyên của thịnh vượng mới. Với câu nói nổi tiếng của chính Tổng Bí thư, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Vậy thì ngoại giao Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc nào trong suốt những năm vừa qua? Ngoại giao Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng nể nào trong kỷ nguyên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Hãy cùng khám phá về câu chuyện này, về dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành ngoại giao Việt Nam trong video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battlecry. Khẳng định tâm và tầm. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, Bộ Chính trị Việt Nam đã công bố thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong điều kiện tình hình sức khỏe có nhiều chuyển biến, nhưng có một sự thật cần phải khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn là một tượng đài, một điểm tựa sức mạnh tinh thần cho nền chính trị Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, để tập trung toàn bộ cho việc điều trị tích cực và để đảm bảo công tác điều hành chung, Bộ Chính trị đã quyết định quyền hạn về chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị và của Ban Bí thư sẽ do Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm thay thế. Tại sao mình đã nhắc tới thông tin này? Bởi vì khi nói về những câu chuyện ngoại giao đỉnh cao của Việt Nam thì chúng ta khó có thể tách rời vai trò của Bác Trọng ra khỏi đó. Có thể nói rằng trong khoảng gần 20 năm trở lại đây, những dấu ấn quan trọng nhất của Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh cho tới quốc phòng đều gắn liền với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác Trọng trong suốt những năm qua luôn được coi là một vị lãnh đạo tối cao nhất của Đảng và Nhà nước. Ông gắn liền với những quyết sách quan trọng nhất của đất nước. Trở về mốc thời điểm hơn 10 năm trước, nền kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới đã trải qua hàng loạt những cú sốc sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 2007-2008. Rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế thì gia tăng. Xu hướng bảo hộ thương mại và cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, những đối tác thì ngày càng gay gắt. Đặc biệt là sự kiện Covid-19 xuất hiện và bùng phát đã trở thành một trong những sự kiện tàn phá nền kinh tế kinh khủng và nghiêm trọng nhất thế giới kể từ sau cuộc đại khủng hoảng một thế kỷ trước. Và đương nhiên, Việt Nam cũng không thể thoát ra khỏi vòng xoáy đó. Và hãy cùng xem, trong vòng xoáy đó, Việt Nam đã có những bước tiến gì và vượt qua những cuộc khủng hoảng liên tiếp đó như thế nào nhé. Về kinh tế, cho tới năm 2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt khoảng 3.718 đô la, xếp thứ 6 trên 11 nước trong khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng bước sang năm 2022, con số ấy đã đạt khoảng 4.162 đô la, tức là đã tăng tới 12% chỉ sau một năm. Với sự tăng trưởng này, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2022 đã nhảy 7 bậc so với năm 2021 và nhảy 56 bậc so với năm 2000 trên quy mô thế giới. GDP 6 tháng đầu năm 2023 đã tăng 3,72% so với các quốc gia có cùng quy mô như Thái Lan hay Philippines. Đó thực sự là mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng với một nền kinh tế đang phát triển mà lại còn trong thời điểm cả thế giới đều bị ảnh hưởng dữ dội bởi đại dịch Covid-19 và sau đó là cuộc khủng hoảng kinh tế do chiến tranh giữa Nga và Ukraine gây ra. Cũng đừng vội nghĩ rằng đây chỉ là những số liệu khô khan. Đằng sau những con số này là cả một sự cố gắng, nỗ lực ngày đêm của cả đất nước. từ một nước phải nói là nghèo, dân ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm. Thế nhưng chỉ trong vòng có 10 năm, tốc độ phát triển này có thể được gọi là đáng kinh ngạc. Việt Nam được ví như một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới. Tất cả các ngành xuất nhập khẩu đều có tỷ trọng tăng chóng mặt. Đời sống của người dân được biểu thị qua chỉ số GDP bình quân đầu người là minh chứng rõ nhất. Việt Nam đã chính thức thoát khỏi nhóm các nước thu nhập trung bình. Quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 430 tỷ đô và chính thức bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Cú bứt phá ngoạn mục này là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Đúng như câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Ngoại giao cây tre. Là một nhà lãnh đạo được kính trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá cao nhờ những cải cách quản trị trong nước, đặc biệt là trong chiến dịch chống tham nhũng, mà qua đó đã tác động sâu sắc tới an ninh quốc gia và môi trường phát triển của đất nước, cũng như định hình nên quỹ đạo cải cách chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam. Thế nhưng bác Trọng cũng đặc biệt nổi tiếng nhờ vào chiến lược ngoại giao cây tre. Nó không chỉ đơn thuần là một phương châm, mà ngoại giao cây tre đã thực sự vươn tầm và trở thành một trường phái ngoại giao, một phong cách ngoại giao đỉnh cao của Việt Nam. Cây tre Việt Nam rễ sâu, thân cứng, cành lá linh hoạt. Ngoại giao Việt Nam nền tảng kiên cường, bất khuất, nhưng chính sách thì khéo léo, mềm mỏng. Đây là những tính từ mà ta có thể nói về chính sách này. Chính sách ngoại giao cây tre đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển học thuyết và triết lý chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trong thời đại được đặc trưng bởi sự không chắc chắn, sự phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau, dễ bị tổn thương. Thiết lập quan hệ đối tác đa dạng với các nước lớn, tạo điều kiện mở rộng kết nối thương mại và đầu tư, nâng cao năng lực quốc phòng, nâng cao uy tín quốc tế, đảm bảo môi trường bên ngoài hòa bình, ổn định, đảm bảo cho sự phát triển của đất nước. Với tư cách là người điều khiển chính của chính sách ngoại giao cây tre này, Bác Trọng đã thể hiện khả năng thích ứng và linh hoạt của Việt Nam khi đối phó với tính chất khó lường của các mối quan hệ quốc tế trong suốt một nhiệm kỳ dài của mình. Kết quả thu lại là vô cùng mỹ mãn. Chúng ta đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện với những gã khổng lồ về kinh tế lẫn quân sự, lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc và Australia. Đây là một kịch bản mà chỉ hơn 20 năm trước thôi, chúng ta sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì nó thực sự có ý nghĩa ra sao? Hãy cùng điểm qua một số sự kiện sau đây nhé. Khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm chính thức Việt Nam vào năm 2023, thì về căn bản, việc một tổng thống của Hàn Quốc tới thăm nước này nước kia là chuyện khá bình thường. Thế nhưng, tháp tùng theo Tổng thống Hàn Quốc là hơn 200 doanh nghiệp. Đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước tới nay của Hàn Quốc tới thăm Việt Nam. Và cũng chính là điểm mà mình muốn nói. Trong phái đoàn 205 doanh nghiệp đó, có đủ 5 doanh nghiệp tài phiệt hàng đầu của Hàn Quốc như tập đoàn điện tử Samsung, tập đoàn sản xuất ô tô Hyundai, tập đoàn LG, tập đoàn SK và cả tập đoàn Lotte đều tham gia vào chuyến đi lần này. Điều đó thì đủ cho thấy rằng chuyến đi này thực sự mang ý nghĩa chiến lược đối với cả hai quốc gia. Trong cuộc gặp của đồng chí Tổng Bí thư, Tổng thống Yoon đã nhấn mạnh Việt Nam là trọng tâm ngoại giao của Hàn Quốc ở châu Á. Trong cuộc gặp với Thủ tướng, hai bên cũng đã có những cuộc bàn luận về nhiều vấn đề với 100 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được các doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam trao đổi tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước. Đồng thời, hai bên cũng hướng tới mục tiêu là nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô vào thời gian sớm và tiếp tục hướng mục tiêu là 150 tỷ đô vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững. Đây là một con số cực lớn và giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam. Thực tế thì với việc rót 80 tỷ đô vào Việt Nam, tính đến hết năm 2022, Hàn Quốc cũng đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trước đây, khi Samsung và LG đầu tư vào Việt Nam, ngành công nghiệp điện tử đã phát triển mạnh mẽ. Nó chiếm 20% giá trị toàn ngành công nghiệp. Cho tới hết năm 2021, hệ thống nhà cung ứng của Samsung tại Việt Nam đã lên tới con số 254 nhà cung ứng so với chỉ 4 nhà cung ứng vào năm 2014. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã đóng góp tới 25% giá trị xuất khẩu của Việt Nam. 8.000 công ty Hàn Quốc đã tạo ra 1 triệu việc làm cho các lao động nước ta. Hàn Quốc là một quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Việc tăng cường đối thoại với một quốc gia như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Thời điểm đó, có thể nhiều người sẽ tự hỏi rằng tại sao chúng ta không tìm cách hợp tác với một cường quốc như Mỹ mà lại chọn Hàn Quốc, dù xứ sở kim chi cũng là đồng minh của Hoa Kỳ. Vấn đề là dù Hàn Quốc cũng là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng họ vẫn chưa phải là siêu cường, và việc hợp tác thì không kèm theo rủi ro làn sóng cách mạng màu như khi hợp tác với Mỹ. Và chỉ không lâu sau, món quà từ Hoa Kỳ cũng đã tới. Nếu ta tính từ dấu mốc lịch sử bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ năm 1995 cho tới nay, tất cả các đời tổng thống sau đó đều đã tới thăm Việt Nam. Như vậy thì việc một tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam là điều không phải là hiếm. Thế nhưng, chuyến thăm năm ngoái của Joe Biden thì lại khác. Sức hút của nó không hề kém cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên tại Hà Nội năm 2018. Điểm nhấn nằm ở những gì đi theo sau ông ta. Đó là những ông trùm tập đoàn chip bán dẫn và công nghệ của Hoa Kỳ. Có đại diện của hơn 30 tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ cùng tham gia cuộc họp tại Hà Nội nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Cuộc họp này được cho là làm tăng cường vai trò toàn cầu của Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn, một lĩnh vực có thể coi là quan trọng bậc nhất trong chuỗi sản xuất thương mại toàn cầu. Trong khoảng thời gian 2018-2019, đã có 56 công ty của Hoa Kỳ rời khỏi Trung Quốc và tới các quốc gia khác. Trong đó thì có đến 26 công ty đã tới Việt Nam, tức là gần một nửa đã chọn Việt Nam làm điểm đến an toàn. Đương nhiên, đây không phải là một quyết định nhất thời. Nếu ta nhìn vào mức đầu tư của các tập đoàn này và các chi nhánh ở Việt Nam thì sẽ hiểu. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 2023 nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao song phương. Nó đã mở ra một kỷ nguyên mới về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Từ đó, có khả năng đang hình thành một đợt bùng nổ FDI lần thứ tư vào Việt Nam. Quan trọng hơn, kết quả của chuyến đi này là Việt Nam và Mỹ đã thiết lập mối quan hệ song phương lên mức cao nhất, là đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2023 có thể coi là một năm bận rộn và sôi nổi thực sự của ngoại giao Việt Nam. Trong vòng có một năm, Việt Nam cũng đã nâng mức quan hệ ngoại giao cấp cao nhất với 3 quốc gia là Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Và cú chốt cuối cùng cũng là quan trọng bậc nhất của ngoại giao Việt Nam, chính là chuyến thăm của lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam vào ngày 12 tháng 12. Có lẽ tất cả những con mắt quan sát của giới chính trị thế giới đều đổ dồn vào cuộc gặp gỡ này. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam nó mang nhiều hơn ý nghĩa về mặt ngoại giao đơn thuần. Không phải vô cớ mà nó diễn ra ngay sau chuyến thăm của Joe Biden tới Hà Nội hồi tháng 9 và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tới Mỹ ngay sau đó. Trung Quốc có lẽ rất muốn biết Việt Nam và Mỹ đã trao đổi những gì trong cuộc gặp trước đó. Nhưng điều đó có lẽ không quan trọng bằng những món quà vô cùng giá trị mà ông Tập Cận Bình mang theo, đủ để cho thấy thành ý to lớn của nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Trước mắt sẽ là thảo luận về một dự án đường sắt chở hàng tuyến Hải Phòng - Côn Minh. Tiếp theo đó sẽ là những hợp tác trong lĩnh vực khai thác và sản xuất đất hiếm, loại tài nguyên quan trọng trong chuỗi cung ứng của các loại pin xe điện, năng lượng mặt trời và một loạt những công nghệ khác của thế giới. Ngoài vấn đề về kinh tế, Trung Quốc cũng bày tỏ muốn thắt chặt hơn mối quan hệ ngoại giao lâu đời và toàn diện giữa hai nước. Trên đây, mình chỉ điểm qua một số thành quả nổi bật trong chiến lược ngoại giao khôn khéo của nước ta. Đặc biệt hơn, thứ mà chúng ta thấy là những lợi ích kinh tế. Thế nhưng, như mình đã nhắc ở trên, trong mối quan hệ với các nước lớn, họ sẽ không tự nhiên mà cho ra những lợi ích, những bánh ngọt ngào một cách miễn phí. Nhìn thì hấp dẫn thật đấy, thế nhưng nếu ta quá chủ quan, thì chính cái sự ngọt ngào đó sẽ hủy hoại chúng ta. Hãy nhìn vào bài học của Ukraine, sự phụ thuộc quá lớn là một sai lầm chí tử. Và đây chính là điểm mà mình tâm đắc nhất trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Ví dụ như với Trung Quốc, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, thẳng thắn mà nói, phần lớn là do Trung Quốc muốn kéo Việt Nam về phe của mình để đối trọng lại với Mỹ. Thế nhưng Trung Quốc thì cũng hiểu rằng Việt Nam thì luôn dương cao khẩu hiệu tự lực tự cường, không bao giờ chấp nhận trở thành một đồng minh, hay nói cách khác là thành một quân cờ trong tay họ. Phong cách ngoại giao cây tre có thể nói là một bước tiến vượt bậc, là thành tựu quan trọng nhất của không chỉ ngành ngoại giao nói riêng, mà còn là của cả đất nước Việt Nam nói chung. Tầm quan trọng của phong cách ngoại giao này thực sự một video khó mà có thể nói hết. chỉ biết rằng vị thế của đất nước đã vươn tầm mạnh mẽ nhờ vào phong cách ngoại giao đặc sắc này. Một lần nữa, đội ngũ của Battlecry xin được gửi những lời thán phục và kính trọng sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tầm vóc của ông, thành tựu của ông và sự vĩ đại của ông sẽ luôn là một biểu tượng không phai mờ trong dòng chảy lịch sử của đất nước.